Bạn có biết mỗi ngày người ta có thể chế biến bao nhiêu tấn nghêu mỗi ngày không? Trong nhà máy lớn có thể xử lý hàng chục đến hàng trăm tấn nghêu, còn những nhà hàng hải sản tươi sống phục vụ thực khách hàng trăm nghìn kg nghêu mỗi ngày. Những con số khủng khiếp này cho thấy nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng lớn như thế nào. Vậy, ngư dân thu hoạch và chế biến 10 tấn nghêu mỗi ngày như thế nào? Mời các bạn cùng chúng tôi khám phá nhé! Thu hoạch và chế biến 10 tấn nghêu mỗi ngày. Kể từ thời xa xưa, nghêu đã đóng vai trò trung tâm trong việc hình thành nền văn hóa và nền kinh tế của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Từ lâu, vỏ nghêu đã được sử dụng làm đồ trang sức hoặc nguyên liệu trong việc xây dựng các công trình. Thịt nghêu được sử dụng làm nguồn thực phẩm. Vậy, để thu hoạch nghêu, ngư dân sử dụng những biện pháp nào? Nạo vét và thu hoạch thủ công được phép sử dụng trong ngành đánh bắt cá, thương mại, với máy nạo vét nghêu thủy lực là loại thiết bị chính được sử dụng. Máy nạo vét nghêu thủy lực, nhìn nó giống những chiếc xe trượt lớn và nặng kéo dọc theo đáy biển. Các tia áp suất cao phun nước vào trầm tích, sau đó một lưỡi thép đi qua bề mặt của lớp cát dưới đáy biển và vớt nghêu lên máy nạo vét. Nơi đó có một chiếc lồng thép để chứa đựng nghêu sau khi thu hoạch. Các thanh trên tàu nạo vét nghêu thương mại được đặt cách nhau vài inch để chúng không thu thập bất cứ thứ gì ngoại trừ những con nghêu lướt sóng được nhắm mục tiêu. Điều này giúp hạn chế việc đánh bắt nhầm các loài thủy hải sản khác. Các tàu đánh cá tư nhân của hộ gia đình có thể thu hoạch nghêu bằng những con thuyền đánh cá nhỏ và đặt bẫy bằng những chiếc túi lưới. Họ cho mồi vào bên trong túi lưới rồi thả xuống đáy. Sau vài ngày, họ sẽ thu hoạch. Ngư dân đặt hàng trăm chiếc bẫy nghêu có thể thu hoạch số lượng lớn, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng. Không chỉ sống dưới biển, nghêu còn trú ẩn trong các lớp cát trên các bãi biển và chúng cũng được thu hoạch bằng cách sử dụng những chiếc cào cát. Thực tế không phải ai cũng có thể dễ dàng bắt nghêu bằng cách này. Họ cần xác định vị trí những con nghêu trú ẩn để thu hoạch, nếu không sẽ rất mất thời gian và không hiệu quả. Với nhu cầu ngày càng lớn, việc thu hoạch nghêu tự nhiên khó có thể đáp ứng. Vì vậy, các trang trại nuôi nghêu đã phát triển và cung cấp số lượng lớn. Bởi các trang trại nuôi trồng có thể thu hoạch hàng tấn nghêu mỗi vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phục vụ xuất khẩu. Trang trại nuôi nghêu có thể thu hoạch sau 9 đến 10 tháng.
Nghêu sau khi thu hoạch sẽ được phân loại và loại bỏ những con nghêu chết hoặc không đạt chất lượng trước khi vận chuyển đến nhà máy chế biến hoặc cửa hàng thủy hải sản tươi sống nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ của những người tiêu dùng. Tại các nhà máy chế biến, nghêu thường được làm sạch và tách vỏ. Thịt nghêu được làm sạch và đóng gói rồi bảo quản ở nhiệt độ thấp trong suốt quá trình vận chuyển đến siêu thị và trước khi đến tay người tiêu dùng. Những sản phẩm nghêu đóng gói dễ dàng sử dụng và tiện lợi trong quá trình chế biến. Hàn Quốc vốn nổi tiếng với những món ăn về hải sản và nguồn tiêu thụ nghêu cũng rất cao, sản phẩm chủ yếu phục vụ cho các nhà hàng ăn uống và rất đông khách. Mỗi ngày, họ có thể bán được hàng trăm kg nghêu cùng các loại thủy hải sản khác. Các món ăn chế biến từ nghêu mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe do có nhiều dưỡng chất. Trong 100g thịt nghêu chứa 10,8g chất đạm, kẽm 180mg, sắt 24mg, canxi, cùng với đó là hàm lượng vitamin B1, B6, B12, C dồi dào. Tuy nhiên, những người thường bị tiêu chảy, khó tiêu, ăn uống kém thì không nên dùng loại thực phẩm này. Trong thịt nghêu chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu nên có khả năng cải thiện chức năng và kích thích hoạt động của não bộ. Thành phần này sẽ giúp phòng ngừa tình trạng mất trí nhớ hoặc rối loạn hành vi ở những người cao tuổi, tăng cường trí thông minh cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, nghêu cũng có hàm lượng axit béo không bão hòa, rất có lợi cho sức khỏe. Dưỡng chất này có thể kiểm soát lượng đường trong cơ thể để ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn thịt nghêu thường xuyên sẽ hạn chế tối đa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Bạn có biết những người dân sinh sống ở các vùng băng tuyết khắc nghiệt dự trữ thực phẩm bằng cách nào không? Hãy tưởng tượng nếu chúng ta sống ở nơi có nhiệt độ quanh năm dưới 20 độ C và thậm chí mùa đông có thể xuống tới âm 60 độ C, không thể chăn nuôi và trồng trọt, thậm chí khó có thể di chuyển ra bên ngoài để mua thực phẩm. Lúc này, những dòng sông đóng băng trở thành nguồn dự trữ lương thực của họ và người dân bắt cá dưới sông làm thực phẩm thiết yếu. Vậy, họ bắt cá dưới lớp băng dày hàng chục cm bằng cách nào? Mời các bạn cùng chúng tôi khám phá nhé! Những người nông dân bắt cá dự trữ vào mùa đông bằng cách nào? Tại sao khi thời tiết lạnh giá, mặt nước đã đóng băng trên khắp con sông và hồ mà cá vẫn có thể sinh sống được? Thực tế khi mặt nước đóng băng và ở mức nhiệt độ âm 20 độ C nhưng dưới đáy, nhiệt độ có thể duy trì ở khoảng 0 đến 5 độ C giúp cá có thể sống sót. Vì vậy, chúng là nguồn thực phẩm tươi giàu protein cung cấp chất dinh dưỡng cho nhiều người trong suốt mùa đông.
Câu cá trên băng là một thử thách thú vị dành cho những người yêu thích câu cá vào mùa đông. Giống như cách câu cá thông thường, điều đầu tiên cần xác định là vị trí có cá. Những người câu cá có kinh nghiệm thường biết vị trí nào thường tập trung nhiều cá. Vào giữa mùa đông, cá thích di chuyển vào vùng nước sâu hơn, nơi không quá lạnh. Khi thả câu, cá sẽ dễ dàng cắn câu bởi chúng sinh sống dưới nước trong điều kiện ít oxy. Vì vậy, khi phá băng, cá thường có xu hướng di chuyển gần những nơi đó. Vì vậy, việc câu được cá trở nên dễ dàng hơn. Những người nông dân thường thực hiện chuyến câu cá của mình nhằm thu hoạch một phần lương thực để dự trữ trong mùa đông. Đây là nguồn thực phẩm chính của cư dân bản địa trong thời tiết khắc nghiệt. Họ không trồng trọt nên không có lương thực, rau củ và chẳng thể chăn nuôi. Vì vậy, thu hoạch cá trở thành nguồn sống chủ yếu cho đa số dân cư vùng đất này. Ở vùng khí hậu lạnh giá, lớp băng có độ dày có thể trên 30cm, chưa kể lớp tuyết bao phủ rất dày. Vì vậy, để bắt được cá, người ta buộc phải tạo ra một lỗ nhỏ bằng cách phá tan lớp băng. Nếu có dụng cụ chuyên dụng, người ta sử dụng mũi khoan hoặc cưa tạo một ô nhỏ để thả câu hoặc thả lưới. Công việc này khá tốn sức và đòi hỏi kinh nghiệm. Nếu không biết cách phá băng và vị trí thích hợp, họ có thể phá tan lớp băng ở diện tích lớn, gây nguy hiểm cho những người đi câu. Nếu câu cá bằng móc, người ta có thể tạo một ô trống, nhưng đánh cá bằng lưới cần khoan hai lỗ dưới băng để có thể thả lưới hiệu quả. Người nông dân thả lưới xuống lỗ băng rồi kéo sang ô bên kia để có thể đánh bắt nhiều cá hơn. Những người dân sinh sống hàng thế kỷ ở vùng đất này đã quen thuộc với địa hình và cách đánh bắt cá. Vì vậy, họ thu hoạch được vài con và mang về nhà chế biến. Nông dân địa phương cũng thường tổ chức các buổi đánh bắt cá chung, họ cùng hợp sức kéo lưới dưới lớp băng và thu hoạch hàng trăm kg cá. Sau đó, người dân chia nhau chiến lợi phẩm để mang về nhà dự trữ và ăn trong mùa đông sắp tới. Chúng ta có thể thấy vô số những người đàn ông khỏe mạnh cùng tập trung tại một khu vực có lớp băng rất dày. Họ phân công nhau công việc rõ ràng. Người có kinh nghiệm sẽ thực hiện nhiệm vụ phá băng. Họ dùng máy khoan, cưa gỗ hoặc xẻng để thực hiện công việc. Sau đó thả lưới xuống những vị trí đã được khoan sẵn rồi cùng nhau kéo lưới. Việc đánh bắt cá bằng lưới luôn hiệu quả hơn câu. Tuy nhiên, cần số lượng người cùng hợp tác để có thể thành công đánh cá.
Sau khi đánh bắt, người dân mang cá về nhà chế biến thành bữa ăn hoặc bảo quản thành thức ăn dự trữ. Khi mùa đông khắc nghiệt và nhiệt độ xuống thấp khiến cho việc đi lại sẽ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, dự trữ thức ăn là điều quan trọng nhất trong cộng đồng của người dân bản địa. Người dân dự trữ cá bằng cách đông lạnh trực tiếp. Với những loại cá giếc khi ăn sẽ được thái lát mỏng và ăn sống, không cần chế biến. Đó là món ăn truyền thống của người dân bản địa. Các loại cá khác thường được chiên, rán hoặc hun khói và là món ăn hàng ngày trong mỗi bữa ăn của mỗi gia đình. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm nhận của các bạn hôm nay như thế nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.